Một tin cực vui cho người dân, doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Luật đất đai sửa đổi sẽ áp dụng sớm hơn vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, chứ không phải ngày 1 tháng 1 năm 2025 như đã thông báo. Như vậy là thời điểm đã rất cận kề rồi. Nhiều trường hợp được hưởng lợi lớn khi áp dụng các luật mới, trong đó có việc điều chỉnh, ghi nhận lại diện tích đất thực tế so với trong sổ đỏ. Nếu như diện tích thực tế sử dụng lớn hơn phần diện tích được ghi nhận mà không có tranh chấp với hàng xóm láng giềng xung quanh, thì sẽ được cấp đổi hoặc cấp mới quyền sử dụng đất theo như thực tế diện tích đo đạc. Vị trí càng đẹp, tác động của luật mới càng nhiều, thậm chí là thay đổi vị thế cho gia chủ. Như trong trường hợp này chẳng hạn.